Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của chân như có sự phân biệt thế này, đây là chân như, cũng chẳng phải trong pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ có sự phân biệt thế này, đây là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của Thánh Đế Khổ có sự phân biệt thế này. Đây là Thánh Đế Khổ, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có sự phân biệt thế này. Đây là Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của bốn tịnh lự có sự phân biệt thế này. Đây là bốn tịnh lự. Cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của bốn vô lượng bốn định vô sắc có sự phân biệt thế này. Đây là bốn vô lượng bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của tám giải thoát có sự phân biệt thế này. Đây là tám giải thoát cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của tám tháng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Có sự phân biệt thế này, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, chẳng phải trong cái rốt giáo của bốn niệm trụ có sự phân biệt thế này, đây là bốn niệm trụ. Cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có sự phân biệt thế này. Đây là bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của pháp môn giải thoát không, có sự phân biệt thế này, đây là pháp môn giải thoát không, cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có sự phân biệt thế này, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của mười địa Bồ Tát, có sự phân biệt thế này, đây là mười địa Bồ Tát bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của năm loại mắt có sự phân biệt thế này đây là năm loại mắt cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của sáu phép thần thông có sự phân biệt thế này đây là sáu phép thần thông bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của mười lực phật có sự phân biệt thế này đây là mười lực phật cũng chẳng phải trong cái rốt ráo của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có sự phân biệt thế này, đây là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng Bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của pháp không quên mất có sự phân biệt thế này, đây là pháp không quên mất cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của tánh luôn luôn xả có sự phân biệt thế này, đây là tánh luôn luôn xả. Bạch thế tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của trí nhất thiết có sự phân biệt thế này, đây là trí nhất thiết cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có sự phân biệt thế này, đây là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của tất cả pháp môn Đà La Ni, có sự phân biệt thế này, đây là tất cả pháp môn Đà La Ni. Cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có sự phân biệt thế này, đây là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của quả dự lưu, có sự phân biệt thế này, đây là quả dự lưu cũng chẳng phải trong cái rốt giáo của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán có sự phân biệt thế này. Đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của quả vị độc giác có sự phân biệt thế này. Đây là quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của tất cả hạnh đại Bồ Tát có sự phân biệt thế này. Đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn chẳng phải trong cái rốt giáo của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có sự phân biệt thế này. Đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 314